Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến câu 20. Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin là thầy hằng hữu. Thật thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy." Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu để lại cho chúng ta một mẫu gương về phục vụ. Chính người đã được sai đến để phục vụ, bởi người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Hình ảnh về một Giêsu mỗi ngày rong ruổi khắp nơi để rao giảng tin mừng nước trời qua việc phục vụ chữa lành. Trang tin mừng thuật lại việc sau khi rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa Giêsu giáo huấn các ông về hành động phục vụ của mình: "Tôi tớ không hơn chủ, và đương nhiên các môn đệ không lớn hơn thầy. Vậy mà thầy đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động cúi xuống rửa chân cho các đệ tử thì chưa từng xảy ra với bất cứ thầy trò nào nơi trần gian. Hành động cúi mình rửa chân ấy đã tác động sâu sắc nơi các môn đệ của người về sự phục vụ sau này. Quả thật, trải qua dòng lịch sử, những môn đệ của Chúa Kitô vẫn luôn là điểm son trong việc phục vụ nhân loại. Hình ảnh các nữ tu chăm sóc những người phong cùi, những người nhiễm sida giai đoạn cuối, người bệnh tật, người già cả neo đơn. Thậm chí ngay trong đại dịch COVID-19 hiện nay, những linh mục tu sĩ tự nguyện dấn thân vào vùng dịch để phục vụ chăm sóc bệnh nhân, những người bị cách ly. Là môn đệ Chúa, mỗi chúng ta cũng phải bắt chước Thầy Chí Thánh Giêsu về việc phục vụ trong bổn phận trách nhiệm của mình, phục vụ hết mình, phục vụ vô vị lợi và vì danh Chúa Kitô. Bởi đó là mối phúc vì chúng ta phục vụ Chúa Kitô đang hiện thân trong người anh chị em của chúng ta. Lạy Chúa, phục vụ đòi hỏi sự hy sinh quên mình. Xin thêm sức cho chúng con hăng say chứng thân trong sứ vụ phục vụ Chúa nơi tha nhân, nhất là những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh. Amen.